tiểu sử của ca sĩ Isaac 365. Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh vào ngày 13 tháng 6 năm 1988. Anh sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, sau đó vào Sài Gòn lập nghiệp. Hiện tại, Isaac là inter tài năng của nhóm nhạc đình đám hiện nay 365 Dapa do công ty VAA của Ngô Thanh Vân quản lý. Isaac có sở thích nghe nhạc, ca hát, đi tản bộ, nhảy, chơi piano, đọc sách. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng anh lại chọn sự nghiệp ca hát để gắn bó. Trước khi đến với công ty của Ngô Thanh Vân, Isaac chỉ là một chàng sinh viên bình thường học chuyên ngành thú y của trường Đại học Cần Thơ. Năm 2008, Isaac có tham gia vào chương trình Việt Nam Idol, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười đối với anh. Sau khi được dẫn dắt bởi Ngô Thanh Vân, Isaac dần dần hoàn thiện bản thân và trở thành một ngôi sao của làng nhạc Việt. Do lịch diễn với 365 cũng như các công việc tại thành phố Hồ Chí Minh quá bận rộn, nên gần đây Isaac không có nhiều thời gian về thăm nhà. Anh thường tranh thủ những khi về Cần Thơ để diễn và ghé thăm bố mẹ cũng như phụ giúp một chút cho salon tóc của gia đình. Mới đây, Isaac cho ra sản phẩm đầu tay của bạn singer Miss Bright. Các khúc này đã được nhiều sự ủng hộ từ phía các fan hâm mộ cũng như các chuyên gia thẩm định. Thành công mà Isaac có được là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Isaac được đào tạo chuyên nghiệp tại công ty VAA, trở thành ca sĩ tài năng của làn nhạc Việt, được chui rèn kỹ lưỡng và gắt gao theo một quy trình rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo, thể lực và kỹ năng khép kín. Ngoài ra, Isaac có tài nói tiếng Anh rất giỏi. Isaac và VG của Gian TV trong chương trình Weep 10 đã xếp hạng các ca khúc quốc tế yêu thích hiện nay trên Gian TV. Các MV đã ra mắt Ascending, I Show, Giáng Sinh, The Music In Me, Paris Don't Cry, Đôi Cánh Màu Bạc và Oh My Love. Gần đây, Isaac còn tham gia diễn xuất vai nam chính của bộ phim Gia Sư và Nữ Quái đang thành công trên thị trường Việt Nam. Mới đây, anh vừa cho ra mắt ca khúc Miss Right. Đây là ca khúc đã nhận được nhiều sự yêu thích từ phía những người yêu âm nhạc, đánh dấu cột mốc thành công trên con đường nghệ thuật của anh. Vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, Isaac có tham gia vào chương trình The Remix Hòa Âm Ánh Sáng. Đây là chương trình mang cái tên Isaac đến gần hơn với mọi người. Có nhiều ý kiến cho rằng sau chương trình anh sẽ phát triển sự nghiệp solo. Vào đầu tháng 7, anh đã phát hành đĩa đơn Mr. Right. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.